Ok, hello anh em ha. Lại tiếp tục lại một cái lô máy mới về nha anh em. Lại tiếp tục cho anh em một cái clip trái lơ nữa cho anh em xem nhá hàng. Tại vì hổng gài lu bu quá trời rồi, máy nó về liên tục nên nó là làm một cái lô mà chỉnh chu đó, thì không kịp nên là chỉ có quay trái lơ nhá hàng cho anh em thôi. Nhưng mà nhá hàng thì cũng đủ cho anh em chơi, đủ cho anh em xuống tiền rồi. Tại vì máy là bên em đó thợ là nó đã kiểm tra hai lần rồi. Mua về là nó kiểm tra, nó test nổ xong nó rửa xong thì có nước nó sẽ cho nổ lại cái nữa là hai lần rồi. Còn trước khi gửi em sẽ test cho anh em thêm lần nữa là ba lần. Như vậy khi trước khi đến tay của anh em xài cái máy chạy đi chạy lại ba lần đó. Đó là cái ưu điểm bên hàng bên em đó, kiểm đi kiểm lại cho tốn xăng chơi vậy đó anh em. Nhưng mà để cho anh em có cái độ ổn định, độ tin cậy cao thì có rất là nhiều kênh bán, anh em có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà đến với cái kênh bên em đó là máy này đó là bên em cam kết cho anh em là một đời chủ từ đầu, tức là những cái máy này là từ Nhật về chứ không phải là những cái máy mà nó lung tung beng mà sang đi đổi lại nhiều chủ ha. Đấy rồi, thì nói chung là em quay sơ qua, đánh giá sơ lược qua. Nếu mà anh em nào có gì mà chưa hiểu thêm thì mạnh dạn bấm điện thoại gọi cho em 0967100003 ha. Đây đồng thời là số Zalo luôn, thì anh em có thể chụp hình lại cái màn hình, ví dụ như đang ưng cái con màu vàng này đi thì chụp hình lại khoanh tròn cái con đó đó, hỏi chuyên sâu hơn, ví dụ như hỏi giá, hỏi cân nặng, hỏi công suất gì đó thì bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm ha. Rồi, trong lô mới về này thì có con máy bơm nước nha. Con này thì bơm nước thuộc dạng là lưu lượng khủng anh em. Con này thì nó tương đương với cỡ mà Mitsu mà tên là Bamba. Con này thì giá 1.700.000 cho anh em nha. Marunaka, con này thì máy lớn nha, máy này siêu to, chạy bốc lắm. Lưu lượng của con này nó tới 120 lít, mà cột áp nó tới 50m nha mấy ông nha, rất khỏe nha. Đó, cột áp là tới 50m luôn á đó. Chạy siêu đình đám, chụp giật thì là trợ lực ha. Rồi cắt cỏ thì về chung với cưa xích là được 4 con. Con này thì là nòng bơm tư ly nha đó, con này hot lắm nè. Con này nhiều anh em khoái, nếu mà kiếm nòng bơm tư ly 26cc con này rẻ nhất rồi, 1.900.000. Con này thì máy bèo nè đó, máy bèo 22cc con này 1.600.000. Con này thì thuộc dạng là siêu nhẹ, thằng này thì vừa nhẹ vừa tiết kiệm xăng luôn. Hai thằng này nè, nhẹ tiết kiệm xăng. Con này 1.500.000, con này 1.600.000 ha. Con này echo nha anh em, con này hai con này anh em xài gia đình là tuyệt vời á. Rồi, một con Tanaka nòng đứng ha, tay ga hai chế độ nha anh em, vừa giữ vừa bóp, rất là thông minh nha. Con này thì 750.000, con này thì đời cao nha. Trong 4 con này là đời mới nhất. Đó, mới sản xuất gần đây nhất, cái máy nó mới chắc luôn. Đó. Rồi, còn cưa xích á thì em chia em để tùm lum hết trơn. Bây giờ là cái khu này đó là khu nòng đứng nè. Với lại mấy cái dòng máy hệ nè, đó, dài qua tới đây 350 nè. Máy giá rẻ bên đó nè. Mấy con xài gia đình thì nằm đây. Máy lốc nhôm thì nằm đây. Đó. Bây giờ mình bắt đầu từ hai cái con rẻ nè. Hai con này thì 1.600.000 em không đó, máy Homela của Mỹ. Mấy con này thì bên em đã bán quá nhiều cho anh em rồi, xài ổn định, xài nó ngon nha anh em. Nói chung là trong cái tầm giá mà rẻ nhất để xài gia đình mà có thể là gọi là ngon bổ rẻ đó ha, thì hai con này là ok nhất rồi anh em. Còn rẻ hơn nữa là không ngon nha đó, xài không ổn. Còn hai con này là trong tầm giá là xài ổn nha anh em, xài gia đình ổn nha. Chứ còn mà hai ông này mà anh em hỏi mua về khai thác, tao đi cưa cây mướn được thôi không nổi sao xài được. Nó kiểu năm nay giống như là anh em mua một cái con xe đó mà còn chạy được ok, anh em chạy gia đình chạy lặt vặt đồ này kia, đi chợ, đi búa, đi cà phê đồ này kia. Rồi anh em mua kiếm một cái con xe mà anh em về để anh em chạy gáp, hoặc anh em chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội anh em hỏi nó chạy ok không thì không hề ok được. Nên là hai cái con này anh em xài gia đình thì rất là ok, mà đi khai thác thì phải đi cưa cây mướn đồ, cưa cây lớn, cưa công rừng đồ này kia, phải lấy cái dòng nó cao tiền hơn chút xíu đó. Chứ còn mà nó mà ngon nó cưa được hết rồi, ai mua mấy máy này mấy cha, đúng không? Rồi hai con hết tên, hai con này thì 2.250.000, thích con nào lấy con đó. Con này thì lam rất là đẹp, con này thì được cái là cái nền này đẹp, cái gì trời, cái body nước sơn của nó còn đẹp hơn. Còn bên đây thì nó hơi chạy hơn, nhưng mà bù lại cái lam nó đẹp hơn, nên là hai cái con này nó bù qua đắp lại cái ưu nhược điểm của nhau á, nên là nó bằng giá nhau ha. Nên là 2.250.000, ok chưa? Con này thì Hitachi 2.350.000, con này thì chạy như xe tăng nha anh em, rất là đầm. Con này thì nó hiên về độ đầm, con này thì tầm khoảng 37cc á ha. Rồi một con thì này là siêu nhẹ G310 ha. Cái con này là em làm cái hình đại diện mà trên cái group mà hội máy cưa xích hàng tuyển đẹp đó, là em xài con này nè thì anh em biết nó là như thế nào rồi ha. Nó phải như thế nào em mới làm hình đại diện, nhẹ nè, dễ nổ nè, tiết kiệm xăng nè, bền bỉ nè. Nó là dòng máy hệ nha nè, dòng G310. Con này thì giá rất là dễ chịu, 2.300.000. Anh em mua về anh em cầm nắm nó nhẹ như là cái nón bảo hiểm vậy đó, nhẹ lắm. Rồi một con tay cục nha, con tay cục Tanaka, con này 2.400.000 nha nè. Bà mẹ nó cái này máy tay cục nó hiếm anh em ơi, về nó khan hàng, mua một đống máy gì đó chỉ được một có con, một con tay cục thôi, trừ hai cái con máy Mỹ ra nha đó, là kiếm chỉ có một con tay cục Makita này thôi, 2.400.000 nha.
Đó, còn cái dòng này nè, năm con này là top những năm con máy mà bên em bán chạy nhất nha anh em, và xài ổn nhất. Nói chung là trong tầm giá là khoảng 2,1 triệu tới 2,2 triệu, mà anh em hỏi cái con máy nào xài ngon, vừa có thể cắt cành được, vừa có thể cưa cây lớn được, vừa có thể cưa củi được, tức là trong tầm 2 triệu thôi. 2 triệu là không quá lớn với hiệu điểm hiện nay nha anh em. Giờ đi ra ăn tô phở thôi là cũng 50.000 mẹ rồi. 2 triệu thực sự là bây giờ nó quá rẻ, nó quá bèo so với 2 triệu ngày xưa. Thì trong vòng 2 triệu mà anh em kiếm một cái con máy mà có thể cân được mọi thể loại luôn, kể cả anh em lấy cái máy này anh em đi cưa dịch vụ, cưa cây mướn luôn thì vẫn ok. Nên là không hoa mà bên em nói đây là cái dòng máy mà bên em bán chạy nhất ở shop bên em, và cái độ ổn định nó rất là cao, anh em về xài rất là ok. Đó là cái dòng G320 nha anh em. Thì nó có rất là nhiều màu nha, màu đỏ và màu vàng đậm, màu vàng nhạt nha anh em, chứ không phải là mấy con này mà máy cũ máy già máy mới mà nó bay màu nha, không phải nha. Cái màu của nó, sản xuất zin của nó là gì nha, cái đời này là đời vàng đậm, đời này là đời vàng nhạt, đời này đời vàng chanh đó, anh em thấy cái màu nó khác nhau phải không đó. Nhưng mà nó còn rất là mới, rồi cái đời này thì màu đỏ luôn đó. Thì ha, mấy con này thì nó đồng giá nhau là 2,2 triệu, chỉ có con này rẻ nhất nè, con này thì là 2,1 triệu. Lý do là cái con này á, cái đời này nó không có cái trắng tay cầm nữa nè, cái trắng này nè ha, nên là nó rẻ nhất, nó bớt được 100.000, 2,1 triệu. Còn mấy con bên đây là 2,2 triệu. Rồi ba con bên đây là xích mới nha, anh em nào hít xích mới lấy ba con bên em, còn hai con bên đây là xích gin dành cho anh em nào mà hít hàng gin đó, ok ha. Rồi một con máy Mỹ nữa, con máy Mỹ bữa trước em mới bán về, em cặp bán được con nè, giờ còn được con 2,350 triệu. À, bữa hổm là về được cặp bán hết rồi, bữa nay về được một con đi ngang như cái cặp bữa hổm, chứ không phải là hàng cù nha anh em, nó lộn. Con này là mới về nha, à, giá mềm hơn bữa hổm đó, 2,350 triệu cho anh em nha. Dòng máy Mỹ chạy nó giật rất là nhẹ luôn. Rồi bốn hàng nồng đứng thì anh em biết rồi đó, anh em nào hít cái máy mà nó chạy bốc mà lại muốn nó nhẹ, mà lại muốn nó tiết kiệm xăng, mà muốn nó cao cấp, kiểu giống như giờ muốn mua iPhone 14 Pro Max thì lấy cái nồng đứng đi, khỏi suy nghĩ những dòng máy khác nữa. Thì những dòng này anh em xài gia đình rất là ngon, chạy nó vừa bốc, nó vừa nhẹ mà nó vừa tiết kiệm xăng luôn. Thì hai con này là Sinewa nè đó, hai con này phải nói là ăn xăng như mèo ngửi, mà chạy thì nhanh như hổ nha anh em ha, cưa tốc độ rất là sướng. Con này màu đỏ, con đó thì là màu đỏ trắng nha, con đó thì mắc tiền hơn, phiên bản mới, nó có thêm trợ lực. Con bên đây với bên đây thì nó khác nhau là phiên bản trợ lực nha đó. Với lại là cái con bên đây thì nó về nó bị hương binh nhẹ chút xíu, nó gãy cái trắng cái cầm đây, nên là bán rẻ cho anh em, chứ hai con này là bằng giá nhau nha. Nhưng mà con này thì nó khuyết điểm đây chút xíu, nên bớt cho anh em 200.000. Anh em con mua con này thì anh em được bù đắp 200.000, còn anh em mua con bên đây thì là 3 triệu đó, thì nó sẽ đầy đủ hơn đó, nó hài hòa. Máy bảy là nó vậy ha. Rồi một em Hitachi, con này 3,1 triệu trợ lực nha. Một em Echo 381 á nha, con này thì 3,2 triệu ha, đó máy khá đẹp. Rồi lại tiếp tục là Echo 362 và Echo 401. Con bên đây 401 là 41cc, 3,2 triệu nha anh em, nhưng mà con bên đây là 362, tức là 37cc thôi, công suất nó nhỏ hơn nhưng mà nó mắc tiền hơn, là anh em nhìn anh em cũng được tự đánh giá được, nước sơn của nó đẹp hơn, cái máy nó còn mới hơn, ok không ha. Con này 3,3 triệu, con đó 3,2 triệu, lý do là nó trên nhau ở độ đẹp xấu, chứ nó không có quá nhất thiết nằm ở cái việc là công suất lớn thì máy nó mắc tiền hơn nha anh em. Nó cũng phụ thuộc, nhưng mà phụ thuộc nhiều nhất là cái máy nó còn mới hay cũ thôi. Rồi còn hai cái con này là 4,3 triệu, Sinewa 355 và Sinewa 350. Anh em thích dòng nào thì lụm dòng đó, cả hai đều sở hữu làm Latin đầu nhọn ha. Đó, mấy con này thì anh em xài quá đỉnh rồi, nhất là những anh em cưa từ sáng tới chiều, cưa nhiều á thì xài dòng 350 mới chịu nổi anh em nha, nó chạy đường trường rất là tốt. Còn trường hợp mà anh em tầm giá của 350 mà anh em chưa giới được á, khoảng 4,3 triệu, anh em thấy mắc quá không đủ túi tiền á, thì anh em có thể lấy linh hoạt con 362 với 401 thì nó cũng chạy 9/10 so với thằng Sinewa, chứ không hề tệ hơn nha nè. Đó, khá là ngon ha. Đấy, thậm chí là cái số tiền mà nó rẻ hơn 1 triệu này, anh em chạy á, chừng 3 năm nó mới bù lại được bằng với con này, nên là tính ra chưa chắc thằng nào hơn nào đâu nha. Đó, nên là anh em cứ cân nhắc ha. Còn mà anh em ít tiền nữa đó thì anh em chơi cái vàng mà G320 mà nãy em mới nói nè, dòng máy mà bên em bán chạy nhất nè, lụm máy này cho em đi, xài là ok. Rồi cảm ơn anh em, nếu anh em nào mà thấy chưa hiểu hoặc là cần mua đặt hàng gì đó, nói chung là mọi chi tiết từ việc mua bán tới ăn nhậu đồ luôn, cần thì cứ liên hệ trực tiếp qua vô số này giùm em, còn không thì cứ nhắn qua Zalo nha. Anh em đừng gửi lời mời kết bạn, nhiều người gửi lời mời kết bạn đó, mà nhiều anh em gọi lên nói sao tao gửi lời mời kết bạn mày không đồng ý, cha ơi làm như của mình nên cha gửi lời mời các bạn vậy. Đây buôn bán nhiều khi là nguyên đăng cái video clip lên nguyên cái Việt Nam coi, rồi rất là nhiều anh em gửi lời mời các bạn, rồi biết ông nào là ông nào đâu, các bạn ngày mấy chục mấy trăm lời mời rồi sao các bạn được hết. Nên là anh em lưu ý ha, mình nhắn qua Zalo, nhắn qua để nội dung cụ thể
chào Hương, anh muốn mua cái máy này, máy này nè, của cái lô này, lô này nè, là bên em sẽ trả lời. Còn anh em cứ gửi lời mời kết bạn, anh em không nói gì trơn á, rồi sao kết bạn được, kết bạn hỏi đầy bạn bè nha. Rồi ok, nếu anh em thấy hay cho em xin một like, bấm đăng ký kênh, còn bật chuông để nhận tất cả thông báo khi em lên video mới nha anh em.